Hello, mai mình là lão đó, đủ để lấy cái channel mà chú xin bài đặt nhé. Giờ thì bà không ra đi tìm việc học nữa, hay đào chờ toàn đấy. Bây giờ thì nội trên những người mình nhà và người bọn nó thì video như cố. Em nhà bọn nó chỉ thảo một đứa bà lên nữa, phải chăng là giờ thì không ra đi về cảm ơn sự ở nhà anh đang khai thác tài sản những khu vực mình nhà bị bọn nó. Thì bây giờ là bà thoát sinh cái này cũng mình nhà bị khai thác những lấy sự độ đời lại chung nhà bộ video bọn nó. Bao gồm là lá bộ video mình sẽ mà lấy chỉ bài đặt nhé. Bây giờ bây giờ thì bà cho nó sẽ cố thoát khỏi đấy. Sự cố thay thế đấy, ví dụ như cái đầu tàu nhà khó, sự cố bỏ nó, sự cố ví dụ như tàu khó sát tập gì bỏ nó, nhiều cái này thì thay thế đấy, đó chẳng mua lúa, cũng làm được phải bỏ nó, cũng làm được phải bỏ thu tiền thả vì đó, mình nhà cái sai nhà mình, còn mình lại đi cũng không nên nhau vì lại phải nhé. Bây giờ cũng được phải mà giờ là nhà người ta tiền thì nên sẽ sự cố thay thế chính trọng bỏ nó, thì sự cố thay thế chính trọng, liệu cố không chọn bỏ nó, thì người cái này là quá cố, chẳng như là thế sự nó, sự cố thay thế thì nó quá khó, thay vì đó thay thế bỏ nó, không nên lại giá trị thả vào nó thay đổi qua giờ đó tôi nhau khó khắc khe lý lê cố nên cố và nó lại bị đó thay đổi bài sẽ đã phong nhà lý chỉ bài đấy rồi thì mà chúng tôi lê cố lê cố sự việc này chính bọn nó cứ đủ và nó phong nhà lý đấy thì mình lấy bọn nó cứ bài lý đặc biệt nó nó thay đổi tôi nhau khó à thật đi tại vì làm theo thật đi nên là xuống tôi nhau ngã bật đi à nó là không làm được bài nữa thì chúng tôi bây giờ là bà tôi nhau khó khắc khe thế cho chồng nó xin là lý thì giả sử nó mà theo bật đi à nó tôi nhau ngã sẽ người cần lý chỉ bài nhé đông nhà ngập đã đi về xí bám ấy, nào bây giờ sẽ cố vào, bây giờ thì bà sẽ cố thắt cái nhà, cố được bà má hú một chỗ, bà về đi gì đó xuống, về bà đi mua cái sao bà sẽ không nhà đi xí bám nhá, bây giờ bà đi chơi mới được làm gì được đó xuống, bà đi xài nhà xuống, nhà chạy quỹ thải bỏ nó, bây giờ nó thấy đâu giờ nên nhân gì mà, phải để xuống thì nó tốn khổ sẽ được quá khó bị cái đấy, nó đâu giờ nên nhân gì mà, tốn khổ số gì đó, tốn nhà phải thật như vậy để cho một lúc. Nào được bạn mà mua cái giá trên này xuống, tàu nhà cũ, ngà cũ này, cháu cũ, không cũ, sự cũ sẽ thì mua cái này đi. Nhưng ngà qua cũ đó, mua cái xa vô, nhưng cũng không nhà đi, dạ, giá trị thảm hả đấy. Nào bây giờ nó sự cũ tông lưu bóng, sự cũ rồi tông lưu rồi cho nó lưu, hả lấy xuống đi kia đấy, tập bạn mà, sự cũ sẽ là anh gà đi mà thoát thế đấy, tông lưu sẽ là tên nhà đi, nhưng mà thoát thế đấy, đôi chàng mới lưu. Dù mà mình được cho nó sự cũ tông lưu, ạ khuẩy bóng, thoát thế đi kia đôi chàng mới lưu, cứ làm được bạn mà, ạ bù ổ, tại vì bây giờ chúng tôi đi bút thuật biên về đấy chúng tôi phải ở tiền đi từ đi thay làm nên xuống đông đi sự cố ở khu vực tiền đi đó từ đi thay bây giờ mới cái sai nhà bạn mình thấy nhá bây giờ vào đông nó phải sửa chữa đông khổ à thuật biên chúng tôi đông nhà phải đi khu một chỗ mới cái sai phải sửa không nhà đi được sửa bộ nó ở đâu không nhà đi để chắc cả đó từ đi về khu được bài đó nhà là đi về nhà đấy ví dụ như ở khu cái nhà đi đấy ở bùn sài gòn tôi thay lại bộ nó nếu mà cô chắc cả đó chúng tôi đông đông khổ thuật biên sau đây sẽ đông ở khu mỗi cái giá bán sẽ không nhà đi bỏ nó, người ta chào tế, chào xế, chào đông, tế xế, tế đông, xế đông bỏ nó, thì cái này chào qua cả đó thì khối biểu chen chen là người ta chỉ là để học bỏ nó, người ta mới giữ được nên chen lên tại đây xem thì ở chen đông cố chen cho nó vui làm được bài giờ của bỏ nó, thì thao thì ở chen cố chen như vậy nhà của bị để đáp sẽ bán nhá, người ta đi theo nhưng mà cho nó nhé, bỏ nó, ta đi ở chạy cái khối ở chạy cái ví dụ như cho nó mỗi cái này bỏ nó, anh em đầu qua góc bỏ ra nhưng mỗi cái này anh em đầu qua kéo cho nó nhé. Thì khi anh em bảo nó ăn không nấu bì làm ấy, để xíu để cái mình nhìn chắc mình đã để bảo nó, về để xem cô bố bị chăn như thế này, về để xem cô cô này bảo nó, anh chắc xin tay sai như sao đi cô, mình nhìn chắc như thế bị đọt tay sai như cái này đi cô, cô bị tiền bị đọt khai sai trả bao luôn, anh chắc bị vậy không nhá, anh đọt khai sai ra sai nó cô thì luôn không nhìn thấy được, mình nhìn khai sai ra cái này xíu rồi đó, cô bị đọt bảo nó bao gồm gì cô, nhà cái nhóm nhà gì mà nó chơi bài này, bây giờ cho nó lúc mấy chuyện nhà này bảo nó cô làm được bao nhiêu chi phí, cho nó lúc tu thì cái này thu tiền làm được chi phí, còn mấy chuyện giao tiền bị đọt bảo nó. Yang tiền mua sắm được nhà bác sĩ, rồi bài văn nhà bác sĩ vào đó, tàu nhà cũ, sự cố khó, cháu sĩ nên nhận khó khó sẽ đi bài văn nhà bác sĩ tình yêu cái đông như vậy không nhá. Nên là mấy sự đồng nhà đi bài văn nhà bác sĩ mà, bố nó dòng chính sẽ chăm bữa đi qua này thay sắp về đi rồi bố nó bài văn mà thay sắp về đi rồi cái nhà là thu lại đấy, làm một công mấy sự, yang tiền tiền nhà mấy sự nhà được lại yang tiền tiền nhà bác sĩ không nhá. Nên là cái nó thì mà giờ là cái nó thì ấy do sao đi cô trả đó còn ấy do sao sẽ xảy ra khi hoàn thành nhiệm vụ bị bại không nhá thì nhà bố bảo sẽ tháo thì tháo bố bảo sẽ đào sẽ bị bại nhà xin nhẹ nhưng cô mà mình sẽ vượt qua còn mình sẽ mình sẽ lấy về nhiệm vụ mà thì bại còn mình sẽ ra lấy về nhiệm vụ mà số bốn nó nhiệm vụ mà số nhà xin mà thu ra rồi là có còn mình sẽ giao tiền người tự do là có bốn nó nhiệm vụ mà số quay lại cho phụ tá cả sao bị đó nên giống còn mình sẽ ngay là thành hoa sao bị bị anh nhà xin mà bị anh đấy thì anh ấy chú cả sao bộ nhà xin mà thì bại đấy là bây giờ nó ngay đang ở đây số nó cháu nhà cái nó còn mình sẽ tại đây người ta đang thay số nó suy ra cái nó commission tiền bị thay ra tiền để trả tại đây mua thu để chú cả một tại đây mua giá hoa xí để chú xuống commission sẽ thằng sẽ mấy sự đồ này vừa mà anh ta tiền bị vợ chú khai sáng của nhà xí mà bị bán đấy rồi cái này mà thay thế mà cái commission đi ra làm mấy sự đồ này đi ra bọn nó chú khai sáng của nhà xí thì mà bán rồi bao gồm bán phạm nhé rồi nó bọn nó commission nó bao gồm cái này là đi làm nhiều bọn nó nhà xí này ở thu ở khu vực được chỉ bán đấy thì được chắc là commission nhà xí được chắc thì được chắc là cho nó xí mà bọn nó à về thu ở đây thì mình chỉ mới được những gì bán đấy cho nó xí mà là thu được mấy gì số nó thu vào
mà thu đà mà gọi bọn nó yêu tiền người đi như tôi mà số bọn nó yêu tiền người đi nhà tôi lấy đấy nhưng mà yêu nhà nhà đó có mấy xin nên bọn nó giá xin mẹ nông thang đi vào đấy nhà này nhà bây giờ giá xin nhà phía đây đó mà thu ở đà đấy chắc hết chắc được cho nó nên như như vậy thôi nhá nên là sẽ muốn ra rồi xem nó cái nó cái bàn này của nó thì bây giờ nhà đi bọn nó âm mà mà âm bọn nó xin xin bây giờ sẽ để lại bán được cho mà được nhá không lấy xin mà lấy cái nó ra được là lâu khai nhà mới xin nhà lấy xin vậy ấy ở đây cho mấy sinh nhà anh nhiều giống như sách một điều hòa này cũng cũng chỉ người ta mấy sinh nhà đây gần như mà như vậy thì giống như sách cha sáu sách được lâu lâu cái này mà đấy thì nó đi ăn được gì mà được nhá nên là cho nó biết là đi đi ăn bún như họ thì bún là bạch thì là bạch lâu là sống cụ chế thì bọn nó theo ngay sau là đã phi được cho thì bún là bạch thanh như này của bạch thanh do tiền này bị rồi là mà lấy thay bị bỏ tiêu đấy lâu lâu như vậy cho nó ở đây này thay cái khăn này tiêu là phi được cho mình đấy cho nó mình mong muốn thay cái này gì gì đấy để làm cụ chế thì phải phải là bạch thanh như này của bạch tông bây giờ lâu lâu như thay cái thay bị bỏ tiêu bên này chỉ để cho cháu alo này dùng cái xe một điều hòa nữa thu rồi ra bán đấy là cho nó như là alo cho mình xin nhau cái này đấy cho nó xin mà là ap phụ phải có bài đấy không nhá rồi cho nó thì khi anh em ở chơi với mình được điều hòa đấy có nó rồi thì khi anh em ở nhà phát điện này nó được đặt qua cám bộ sang như là gì thì nó xuống thì nó phát điện này nó phát điện này ô phong bị đó cho nó anh em cái sang như thế có nó thật đủ cha này đấy phải là xuống thì cô sẽ lại đi tập qua cái cô cho nó vui vẻ bài đấy nó thấy được khu vực rồi phát điện này có phát điện này rồi nó phát đông chắc lưu chạy đấy nó phát đông chạy ra mà đông nhà nó cố cố bị đó ta bài đấy mấy sự đó đông nhà chạy ra bọn cho nên tôi đã xuống cứ được mà đông nhà xa bị đó thời gian chỉ được nhà bài đấy rồi cái cha cái phát điện này nó thật khu vực mà bọn nó ta anh nhà đây anh em bảo là con chạy alo ví dụ mà con cái sang này nó khu vực bọn đây tôi chẳng cô và đồ bọn nó ăn chay tôi để hà lại để duyệt khai sáng để chi được rồi cho nó ăn chay này của bọn nó do vì đó duyệt khai sáng để chi để sử dụng cho nó hoạt động duyệt để thả bọn nó rồi nó thay cho nó ác quỷ này nữa rồi phá quỷ này nữa rồi sau đây sẽ đóng ác quỷ bọn nó thì ác quỷ này của bộ vì đó ai đã đấy thì thiên sẽ sau sẽ đấy để đóng hoạt động khám nhà của khán giả để phá nhà rồi mấy sinh nhật này đấy làm một cái mà phòng nhà để hình nhân khai sáng vì đó bao quát thì đừng nghĩ nhé là chỉ ra ba sinh sinh để thành công trả bảo nhé nào thay lý thay video này tiền video mà chỉ đủ cho nó video này của nhân dân bọn nó ở trên này alo mới chỉ sử thả trả ba và trong này là thì không nhà để làm mấy sự đồ được bọn nó để tâm nhau một tâm nhau này đó thôi sẽ cái này thật sự nhân tài sản nhà nó như là đông cái chương trình này bọn nó thì tâm âm nhạc rồi đó như là đông cái chương trình này mà video tôi bảo chỉ mà đi trả bài được nhá là được alo mới đấy làm được mà nó bao quát thêm gì cả giá trị cả bao nhiêu xin được không nhà sản giá trị cả bao nhiêu nhá.